chắc là được rồi chứ hả, Sam? Tiệc xà phòng mà không có bong bóng xà phòng thì ra gì chứ. Cơ mà nó sẽ vỡ lòng luôn á, nên chúng ta phải thổi thêm nè. Thổi thêm tí nữa là em té xỉu thiệt luôn đó, Sammy. Tìm khách khác đi. Hình như em xỉu thật rồi anh Roger ơi, em không làm được nữa đâu. Giúp Sammy, thế thì triển luôn nhé. Lấy hết mọi thứ trong tầm tay đi, rồi bắt đầu thôi nào. Anh nói mọi thứ trong tầm tay nghĩa là sao chứ? Này, Roger. Anh Roger, lúc anh bảo lấy hết mọi thứ, em cứ tưởng là anh đùa thôi chứ. Sammy, em đánh giá thấp anh rồi đấy. Em làm thủ công lâu thế rồi mà. Thì sao chứ? Này, cẩn thận. Suýt nữa là cái bánh xe vá chúng em rồi. Ý anh là em phải biết ai cũng có thể tạo nên những thứ hay ho từ những thứ bỏ đi. Chà, anh nói đúng đấy. Cơ mà tụi mình làm cái gì hôm nay vậy? Chắc là em sẽ thích cho xem. Đây sẽ là điều khiển xe từ xa, nhưng dùng cho máy thổi bong bóng. Chủ trò mà ơi, thế thì bữa tiệc xà phòng của em sẽ đỉnh chóp luôn. Đúng thế, Sammy. Bong bóng xà phòng là thứ cực hợp cho mọi bữa tiệc. Làm xe điều khiển từ xa trước nha. Ta sẽ cần một mảnh bìa cứng kích thước 15 x 18cm với họa tiết siêu thực như thế này, cùng 4 động cơ hộp số. Hình như em biết tại sao chúng ta lại cần nhiều động cơ thế đấy. Phải không anh Roger? Sam, lát nữa chúng ta sẽ tiết lộ chuyện này nhé. Còn giờ thì hãy gắn động cơ lên mảnh bìa cứng bằng keo nến này nha. Nhớ cẩn thận để không bị bỏng nhé. Công đoạn này cần sự tập trung tuyệt đối luôn. Gắn vào nào. Giờ thì nối chúng với mô đun điều khiển. Hãy nhờ người lớn làm giúp công đoạn này nhé mọi người. Cũng đừng bị kẹt trong mớ dây điện nhé, tớ bị hơi bị nhiều lần rồi á. Sammy này, em và dây điện đúng là không thuộc về nhau đấy. Sao lần nào em cũng bị mắc kẹt trong mớ dây rối thế? Đen thôi anh ơi, đỏ quên đi. Xảy ra một tí thôi là chúng bám hết vào người em luôn ạ. Bây giờ thì ta sẽ dùng mỏ hàn để nối dây điện của mô đun điều khiển vào pin nhé. Cả nhà ơi, anh Roger đã thành thạo chuyện này. Còn các bạn nên nhờ người lớn giám sát khi làm nhá. Tiếp theo, ta sẽ quấn mối hàn lại bằng mảnh ống nhựa bảo vệ nhé. Hơn nóng cái ống một chút để nó co lại. Nhớ cẩn thận nha mọi người ơi. Wow, nhìn ảo diệu quá đi. Đó là lý do em thích làm thủ công á. Xong rồi đây, giờ thì nối dây điện vào mô đun điều khiển thôi nào. Được rồi đấy, hoàn hảo. Em cũng là bậc thầy thủ công đấy nha. Thiếu pin thì thứ này không chạy được đâu nè. Chuẩn, không cần chỉnh luôn. Thế thì nối cái này vào mô đun điều khiển như thế này nhé. Anh võ chứ, em vừa nghĩ ra một thứ sẽ làm cho cái xe chất hơn nhiều. Thật sao? Thế em nghĩ ra cái gì nào, Sam? Úi chà, hình như em ấy đi nãy giờ rồi mà mình không để ý. Thôi, trong lúc Sam đang chuẩn bị cái gì đó, tớ sẽ lắp pin vào ngay đây nhé. Xong rồi đây. Wow, anh võ chứ, anh bắt đầu gắn bánh xe vào rồi á. Anh mới gắn thôi mà. Mà hình như em có cái gì đó thú vị cho anh nhỉ. Giờ thì em chỉ có thể nói một từ thôi. Anh đã sẵn sàng chưa? Đèn. Anh biết ý tưởng của em rồi. Em xài dải đèn LED đúng không? Chính xác. Tụi mình dùng nó cho món đồ này được chứ anh nhỏ. Cứ thử xem nào. Thì cùng thì phải có đèn nhấp nháy cho đẹp chứ. Dải đèn LED đây rồi. Ta sẽ dán nó vào đây nhé. Rồi cẩn thận lắp nó vào quanh mô đun điều khiển nha. Như thế này. Gắn thêm một dây điện vào nào. Hey. Yay, hoạt động rồi cả nhà ơi. Mọi người mau xem các dải bìa cứng mà mình vừa gắn thêm ở các bên này. Mà chưa hết đâu nha. Phải tụi mình sẽ giấu cơ chế đi à? Dĩ nhiên là không rồi. Đỉnh thế này thì ai lại che đi chứ, Sam? Ok, nếu anh nói thế. Anh Roger này, anh có một cái gương hơi bị lạ ở đây á. Đây là một cái đĩa CD thôi, để nghe nhạc đấy, em biết chứ? Cái này xưa như trái đất á, sao anh vẫn còn giữ nó vậy? Anh thích sưu tầm đồ cổ ấy mà. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng cái đĩa CD này để làm trục xoay. Nó sẽ quay rồi tạo ra thật nhiều bong bóng hay ho. Em hiểu rồi. Vậy là anh phải làm thêm một cái hũ chứa xà phòng đấy. Đó là lý do anh dùng cái lon nhôm này đấy. Hãy đục một cái lỗ vừa với đĩa CD nhé. Như thế này, thấy chưa?
Bam, vậy là xong rồi. Kiểm tra kích thước xem nào. Vừa khít luôn. Anh Võ Trời ơi, em không muốn làm mình bận rộn nên đã đánh vài dấu lên đĩa CD rồi. Mọi người ơi, để có bong bóng xà phòng hoàn hảo, chúng ta sẽ cần gió, hỗn hợp xà phòng và vài cái lỗ. Chúng ta sẽ khoan lỗ ngay luôn nha. Wow, anh làm nhanh thế, anh Võ Trời, anh đúng là tuyệt nhất. Anh không nói đâu. Đừng mắc siêu chuyện này nha anh. Mau mau làm tiếp thôi nào. Lần này thì dùng bút dạ và nắp chai nhé. 1, 2, 3. Mọi người, ta đã đến với các bạn rồi đấy. Và ta lại dùng khoan nữa này. Cả nhà nhớ nhờ người lớn làm giúp nha. Cẩn thận tay anh chở anh Roger. Xong luôn rồi chứ. Rồi, còn giờ thì mình sẽ dán cái nắp này vào ngay giữa nha. Anh Roger xem này, em có hàm răng bằng gỗ đấy nhá. Ồ, đây đúng là thứ anh cần lúc này đấy. Cảm ơn em nhé, Sam. Cẩn thận chứ, không sao em vẫn không cần hai cái. Rồi, ta sẽ phải dùng cả ba cái que cho món thủ công đấy, Sammy. Cũng được ạ. Hy vọng là em sẽ không hối hận. Cả ba que đã vào vị trí. Giờ hãy làm đĩa CD quay được nhé. Đầu tiên, ta sẽ cho chút keo lên nắp. Cẩn thận nhé. Tiếp theo là gắn một động cơ nhỏ vào này. Xong, giờ ta có thể lắp nó vào xe điều khiển từ xa này rồi. Gắn thùng chứa vào trước chứ, đừng quên thứ tự nha anh Vót chứ. Anh biết rồi mà Sam. Lắp nó ở phía trước nào. Tiếp theo là đĩa CD nè, tụi mình lắp nó vào đâu bây giờ? Chờ một chút nào Sam, ta phải xử lý các mảnh bìa cứng có kích thước 3x6cm này trước. Hãy dán chúng lại với nhau. Nhớ cẩn thận nếu dùng keo nóng nhé. Giờ ta mới dán chúng vào được xe này, ngay phía sau thùng chứa nha. Và đây là một mảnh ghép nhỏ khác nhé. Quá chuẩn luôn. Chúng ta cùng thêm màu vàng lên để cái này trông chất hết nấc luôn. Cái này như kiểu cái giá đỡ phải không anh? Chính xác. Chúng mình sẽ lắp cơ chế đĩa CD lên trên cái này. Nhớ thêm chút keo nữa nhé, như mọi khi. Và đặt cơ chế quay ngay tại đây. Chất quá đi. Các bạn muốn biết làm sao để tạo ra gió không? Hãy xem phần tiếp theo luôn nha. Được rồi, giờ thì tụi mình sẽ làm cái cánh quạt. Sam, nói lại nào, làm sao tụi mình lại cần cái này? Tại vì tụi mình sẽ thổi bong bóng xà bông á. Nhìn này. Chả có gì cả. Anh Roger, chúng ta cần một cơn gió thật mạnh. Tới luôn bác tài ơi. Trước tiên phải tạo một cái giá đỡ chắc chắn đã. Gió phải mạnh cỡ một cơn lốc á. Không mạnh cỡ đó được đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Chúng mình sẽ dán mảnh ghép này vào ngay phía sau động cơ. Anh Roger, em tìm thấy thứ anh muốn rồi đây nè. Em nhanh chưa? Cảm ơn em. Nhưng anh cần hai nửa của que kem gỗ cơ. Wow, chất đấy. Mà sao này, có cái gì em không làm được không? Em chưa nghĩ ra cái gì như thế cả. Em hơi bị đỉnh luôn đó nha. Ta sẽ làm cái giá đỡ này cao hơn một chút. Dán các mảnh ghép này vào ngay đây. Giờ thì sẵn sàng gắn cánh quạt vào nhé. Em hiểu rồi em Roger. Đây, cầm lấy này. Hay thế Sam. Giờ chúng ta chỉ cần phải đặt nó vào đúng nơi thôi. Tuyệt chưa? Lại thấy phô mai, em muốn xem nó hoạt động như nào luôn quá. Sam ơi, em có thấy hình như tụi mình thiếu cái gì ở đây không? Em lại tưởng chỗ này cho em chứ, anh có ý tưởng gì hay hơn không? Tụi mình có thể chế tạo tài xế để em có thể tận hưởng bữa tiệc. Em không biết nữa, bác Tài có chạy được không đây? Anh sẽ giúp đỡ bác Tài mà. Ok thôi, em chỉ tin anh thôi anh Rush, cơ mà bắt đầu sao đây anh? Hãy làm cơ thể bác Tài trước nhé, chúng ta sẽ dùng cái lon nhôm này. Cả nhà thấy chưa, đôi khi uống nước ngọt cũng có thể giúp ích cái gì đó nha. Đức thì bị đỡ ba, lại một thứ khác từ bộ sưu tập đồ cổ của anh hả? Hello, tụi mình là nộm bằng gỗ của anh Roger đây. À, cái này hữu dụng thì anh vẽ lắm đấy. Khoan, tụi mình sẽ dùng nó cho món thủ công này á. Chỉ cần vài bộ phận của nó thôi, em sẽ biết ngay. Giờ thì gắn các bộ phận cơ thể lại với nhau nào. Đầu tiên sẽ là nối cơ thể với cổ. Em mọc ra cái đầu thứ hai này anh ơi. Thế nào anh đẹp thích hơn? Bạn xem phiên bản gốc nhất.
Dán cái đầu vào luôn nào. Cũng ổn quá chứ hả? Anh chàng này cũng cần đôi tay thật mạnh mẽ để lái xe đó nhá. Và đôi chân vững chãi để giữ vững tư thế khi lái xe này. Xong. Nhưng anh thấy tụi mình phải làm thêm cái gì đó vào, như là... Cảm ơn em đã gợi ý cho anh nhé, Sammy. Hả? Sao cơ? Tuyệt hơn rồi đấy. Đây sẽ là chàng DJ bóng bóng. Tăng tốc độ anh Roger, chúng ta vẫn phải hoàn thành máy tạo bong bóng mà. Ồ, đúng nhỉ. Chúng ta sẽ nối cánh quạt và cơ chế quay vào công tắc nhé. Các bạn hãy nhớ nhờ người lớn làm hộ công đoạn này nha. Bây giờ thì lắp công tắc vào thôi nào. Nó sẽ được nối với các sợi dây điện. Các dây điện thì được nối trực tiếp vào bộ pin. Sẵn sàng chạy thử chưa nào? Anh bỏ chờ, anh bỏ chờ, anh quên anh tài xế rồi. Đỉnh chóp, xe điều khiển từ xa thổi bong bóng đã xong, quẩy lên thôi. Lên nào. Đến lúc bắn bong bóng rồi. Chuẩn bị quẩy thôi cả nhà ơi. Các bạn ơi, anh Roger ơi, tiệc xà phòng của chúng ta sắp diễn ra rồi đây. Kiểm tra lại mọi thứ xem nào. Bộ điều khiển đã có. Bác tài sẵn sàng luôn rồi. Nhìn bác tài còn hào hứng hơn cả tớ cơ. Thế thì còn chần chờ gì nữa? Lên nào. Bữa tiệc xà phòng đỉnh chóp nhân. Thành công ngoài mong đợi. Hy vọng mọi người cũng thích nó. Và đừng e ngại thỏa sức sáng tạo nha. Bởi vì nó thú vị cực kỳ luôn. Nhớ ấn nút thích và đăng ký kênh của chúng ta nha. Tạm biệt nhé mọi người. Bye bye cả nhà.